ông nội là quà tặng Chúa ban. Sinh, lão, bệnh tử không chỉ là quy luật tất yếu gói gọn cuộc đời của con người, mà là của vạn vật trên thế gian này. Ông bà tôi cũng không là ngoại lệ. Từ lúc mới lập gia đình với nhau, cả hai ông bà đã luôn phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Bởi vậy, trong cuộc sống đôi lứa, ông bà luôn cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc. Rồi lần lượt năm quà tặng được Thiên Chúa ban cho ông bà, hai công chúa và ba hoàng tử. Cả năm người con được nuôi dạy và lớn lên trong tình yêu thương, đặc biệt là đức tin công giáo Chúa ban, được ông bà vun trồng ngay từ tấm bé. Năm chồi non ấy ngày càng lớn lên về thể xác và tinh thần. Rồi lập gia đình, ông bà có thêm đàn cháu, lại thêm mối lo lắng cho tương lai các cháu, cùng đồng hành với bố mẹ các cháu để nhắc nhở con cháu đi lễ, đọc kinh và sống các lẽ đạo đức bình dân trong ngày. Trải qua bao thăng trầm, ông bà của tôi đã xây dựng nên một đại gia đình yêu thương, đoàn kết, thảo hiếu và hết lòng kính mến Thiên Chúa. Thế rồi, một điều không ai mong chờ, nhưng nó vẫn đến. Vào một buổi sáng cách đây 3 năm, ông tôi đã đột ngột qua đời ở tuổi ngoài 90. Lúc này, tôi đang ở xa nhà. Nhận hung tin này, tôi vội vàng thu xếp về quê để nhìn mặt ông lần cuối. Về tới nhà, ông vẫn đang nằm bất động trên giường chờ giờ tẩn liệm. Ôi, gương mặt ông vẫn hồng hào, trìu mến như lúc ông còn sống. Dù ra đi ở tuổi này cũng đã là hồng phúc, nhưng trong thẳm sâu lòng tôi, một khoảng trống vô cùng lớn lao không gì bù đắp. Qua ánh mắt những người trong gia đình, tôi biết họ cũng cảm nhận sự vắng vẻ, vô vọng, vì từ nay không còn được nghe lời nói ôn tồn, dịu ngọt, khuyên bảo con cháu của bố, của ông nữa. Thế nhưng, sau khi đã lo hậu sự cho ông xong, ai về nhà nấy, tưởng như chấm hết. Nhưng kỳ diệu thay, những lời chỉ dạy, khuyên bảo của ông khi còn sống, đôi khi làm tôi khó chịu, và không muốn chấp nhận. Nhưng giờ đây, mỗi khi gặp chuyện gì là những lời ông nói khi xưa lại vang vọng trong tâm trí và tăng sinh lực cho tôi. Với thời gian, hình ảnh của ông sẽ phai mờ, nhất là trong mắt các cháu bé lớn lên. Nhưng lời dạy bảo và cử chỉ đầy yêu thương của ông căn dặn con cháu sống sao cho đẹp lòng Chúa và hòa thuận với nhau sẽ mãi là ngọn đèn soi cho các con cháu tiếp bước trong cuộc sống. Đúng như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói, cao niên là quà tặng quý giá Chúa ban. Còn chúng ta, khi gần gũi với người cao tuổi và nhìn nhận vai trò không thể thay thế của họ trong gia đình, trong xã hội và trong giáo hội, chúng ta cũng sẽ nhận được nhiều quà tặng, nhiều ân sủng và nhiều phúc lành.